Xin chào mọi người. Hôm nay chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu bóng chuyền nữ giải bóng chuyền nữ quốc tế Liên Việt Bóng Bàn năm 2019 giữa hai đội Liên Việt Bóng Bàn gặp VTV Bình Điền Long An. Chúng tôi trực tiếp từ nhà thi đấu Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh. Xin mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Sau đây là buổi tường thuật hiệp 2 của trận đấu tại vòng bán kết. Đây là đội bóng VTV Bình Điền Long An. Toàn trang phục áo trắng quần đen là Liên Việt Bóng Bàn. Phát bóng tốt. Một điểm tương đương với 5 điểm văn 1-0. Ở xét đấu đầu tiên, Bình Điền Long An đã giành chiến thắng trước Liên Việt Bóng Bàn với tỷ số 25-19. Cổ động viên của Liên Việt Bóng Bàn rất đông. Đây là trận bán kết đầu tiên của giải nữ quốc tế năm nay. Tỷ số là 3-2. Bình Điền Long An đang tạo nên dẫn trước. Bình Điền bị lỗi trọng tài cho điểm bởi Liên Việt Bóng Bàn. Thank you.
biệt các bạn. Tối nay nhà thi đấu Đà Lạt sẽ diễn ra hai trận bán kết. Số 1 của Long An đá bóng rất mạnh. Long An đã giành lại quyền phát bóng. Tiếp tục gặp bóng ra ngoài rồi. Hai đội xin được có ý. Thu Trang, Bùi Thị Ngà. Số 1 nhảy rất cao, đặt bóng rất uy lực. Cô mang rất nhiều điểm số về cho VTV. Đọc. Đó được không? Hết rồi. Điểm cho Liên Việt Phong Bành. Điểm cho thông tin Liên Việt 96. VTV Bình Điền Long An với tỷ số 9-6. Đập đi. Đã tốt. Lê. Đập. Điểm cho VTV Bình Điền. Phát bóng ngoài rất đáng tiếc. Vẫn còn
Hiệp đầu tiên VTV Bình Điền đã dẫn trước Liên Việt Vôbanh với tỷ số 25-19. Trong hiệp thứ hai này, Liên Việt Vôbanh đang dẫn ngược lại. Vẫn còn nhảy lên bỏ gió vẫn còn nằm lại nào đắp không được. Đặt bóng tốt. 83. Giành lại quyền phát bóng cho VTV Bình Điền. Thế thì đó làm tử nhiệm. Tỷ số là 16-10.
nhìn thấy Quốc Anh đang tạm thời dẫn trước. Tính chất của vòng bán kết là rất căng thẳng. Em nữ giữa chiếc cần tên của thân bằng. Chân tên xin dừng bài VTV ủy viên công an, một triệu đồng ý hơn. Những điểm số cuối cùng Bình Điền Long An lại xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Huấn luyện viên có quá nhiều điều để nhắc nhở các cầu thủ của mình. Trận đấu này Bình Điền đã để mất quá nhiều điểm. Một set một thì VTV Bình Điền đã nhanh chóng tiến tới điểm số thứ 25. Còn trong set 2 này thì Liên Việt lại lấy lại thế trận, phát bóng ra ngoài. Thời điểm trong VTV Bình Điền Long An 11-20 và tỷ số bây giờ đang là 11-20 nghiêng về Liên Việt Bắc Bình. Chắn bóng tốt. 12-20. Ngay lập tức Liên Việt Bắc Bình giành quyền phát bóng.
con. Đập đi. Vẫn còn. Trận đấu vẫn chưa kết thúc. VTV Bình Điền giành quyền phạt bóng. Tỷ số đang là 24-18. Kết thúc. 24-18. Thông tin Liên Việt đã giành chiến thắng với tỷ số 25-18. Hai đội nghỉ giải lao và ít phút trước khi bước vào hiệp đấu thứ ba của trận đấu.